À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tự lực La Mã 2. Mình là Chochoku Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp bắt đầu một cái chiến dịch mới. Đó là cái chiến dịch ở cái mục bản đồ lớn này. Có khá nhiều các faction. Để mình xem là hình như cái nhóm này thì mình chơi bao giờ này. Nhóm này thì mình chơi thằng Avani rồi. Nhóm này thì mình chơi Seleucid rồi. Mấy anh có thể một lúc nào đấy mình sẽ chơi mấy anh sa mạc này, nhưng mà hôm nay thì mình muốn giới thiệu với các bạn một cái option khác, đó là Sparta. Thực ra trước đây mình cũng đã từng chơi rồi, nhưng mà cái mod đấy nó bị lỗi rồi nên là mình không chơi được nữa, nên mình muốn làm lại. Mà cái thứ hai nữa là cái mod đấy thì nó làm cho Sparta này off quá mạnh, có bổ sung thêm khá nhiều đơn vị quân. Còn đây mình sẽ chỉ dùng cái mod nó chỉ thay đổi đúng hình dạng của người La Mã của người Sparta thôi, còn tất cả các chỉ số hay tất cả các cái đơn vị lính nó không có gì thay đổi cả. Ngoài ra thêm một vấn đề nữa, đó là bổ sung thêm cho các cái đơn vị các cái faction của phương Đông, như hình như là Armenia và Thracia sẽ có đơn vị gọi là quân đoàn bất tử, đó là những đơn vị rất là mạnh đấy. Mình chưa biết nó thế nào nhưng mà mình cứ phải test chơi thử, bởi vì vào cái thêm cái đơn vị quân đấy thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đấy là mình tạo qua thế, chúng ta sẽ được cộng 20% tấn phòng thủ cận chiến cho lực lượng. Cái gì đây, cộng cả chuyển đổi văn hóa này, cộng rank khi tuyển quân này, và phạt về nô lệ à. Thôi được rồi, tạm thời mình cứ nói qua thế, nhưng mà cứ để vào trận đó để tính. Đầu tiên thì chúng ta cứ Sparta thì theo lịch sử cái hình ảnh này có lẽ là cuộc nội chiến Rome, bởi vì cả hai phe mình thấy đều là lính La Mã. The people of Epirus are fools. Nghe giới thiệu của ông này đâu. Tóm lại để mình giới thiệu qua cho các bạn chút về cái thành bang Sparta này nhé. Cái thành bang Sparta này thực tế thì nó là một thành bang thuộc cái liên bang Hy Lạp ngày xưa cổ, và bây giờ nó cũng là một thành bang của Hy Lạp hiện đại bây giờ. Ở Hy Lạp thời ngày xưa thì nổi nhất là có hai cái thành bang, đó là thành bang Athens và thành bang Sparta này, nó rất nổi tiếng này. Nếu như người Athens thì theo nền dân chủ thì người Sparta thì theo quân phiệt. Nói một cách đơn giản đó là ở Sparta thì người ta chỉ có hai khái niệm, một là đi lính thôi, đó là cái trường đào tạo quân sự thì đúng hơn là một thành bang. Còn Sparta Athens thì họ quản lý gần giống như kiểu Rome ấy, gần như thể chế cộng hòa ấy, gần như kiểu vậy. Có nghĩa là nó cũng có cơ quan lập pháp và cũng có điều hành một chính phủ. Nó khác với Sparta. Sparta thì ngoài chỉ có là quân đội và quân đội thôi, họ chẳng có biết cách làm gì khác cả, gần như vậy. Các cái ngành nghề khác chỉ là phụ trợ cho quân đội thôi. Người Sparta họ tự nhận rằng họ là hậu duệ của Hercules, đó là vị thần sức mạnh trong thần thoại Hy Lạp. Nếu các bạn xem các bộ phim về thần Hercules rồi, hay là tiếng Việt có khi người ta gọi là Hercules đấy, là
một vị thành sức mạnh. Mình sẽ bỏ những cái đơn vị quân không cần thiết đấy đi để sau này mình tuyển đội quân tầm xa hơn. Đối với Sparta thì nó có một cái đặc điểm, đó là ở ban đầu ở một cái làng rất là nhỏ này, các bạn gần như không thể giao thương với ai ngoài Athens đây. Cho nên là đối với vấn đề ngoại giao thì ban đầu các bạn mấy cái hiệp ước này cho mình. Will you have wine, fine olives, or agreeable? Mấy cái hiệp ước này thôi, bởi vì là chúng ta có đi được đâu được đâu. May Hermes bless us both with. Không cho mình trèo sang đất rồi. Welcome, friend to be of Pharaoh, the master of two houses. Đấy, chúng ta sẽ ký vài cái hiệp ước này với mấy cái thằng xung quanh. We'll bless you for suggesting. Nói chung thì tạm tạm thế đã, để ghi điểm với mấy thằng đấy đã. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cho quân vào quân đoàn. Ban đầu thì chúng ta chưa vội, chúng ta có một kẻ thù đó là Epirus. Cái thằng này cũng khá mạnh đấy. Nhưng mà một trong những faction khó nhất và cũng là bị dẹo nhanh nhất game. Bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là phải thống nhất cái vùng Hy Lạp này. Đối với công nghệ thì các bạn ban đầu các bạn nâng cấp cho mình vào cái này đầu tiên đã. Chưa cần phải nâng cấp 3 cái nhánh này đâu. Lên đến cái này thôi đã. Rồi để chúng ta tuyển quân đã. Còn sau này thì chúng ta sẽ tuyển tiếp quân sau. Đây. Chúng ta nâng cấp vào đấy đó. Đối với vấn đề chính trị thì nhà vua của chúng ta chưa có vợ nên chúng ta cứ lấy vợ cho ông ấy đã. Tương tự như thế với và bổ nhiệm luôn để tăng cái phái chúng ta lên. Đấy, bổ nhiệm cho bà vợ lên một chút xíu này, quyền lực này. Đấy. Chúng ta làm như vậy thì chúng ta sẽ khiến là cái điểm trung thành của các phe của phe khác nó bị giảm xuống. Nhưng cái điều đó thì cũng không có cái gì đáng ngại cả các bạn ạ. Đây chúng ta cũng bổ nhiệm cho nó một xíu này. Bởi vì là đây, lý do là trong 20 lượt đầu tiên thì các bạn không có xảy ra nội chiến được. Trong 20 lượt đầu tiên thì nó sẽ được bảo vệ và không xảy ra nội chiến. Có thể chế chính trị của chúng ta là Kingdom, hoặc là Vương quốc. Đấy. Các bạn có thể chuyển sang Empire hay bất kỳ Lewis hay là Polish. Nói chung thì tùy thôi, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên sử dụng cái này hoặc cái này, nó không có điểm trừ gì cả, nó không trừ trung thành. Thậm chí cái này nó được cộng trung thành này. Đấy. Và tùy mình muốn chuyển cái để cái này thì chúng ta được cộng kinh nghiệm khi tuyển quân. Cũng lợi. Cái này thì nó không được cái đấy nhưng nó lại tăng trung thành. Thôi, tạm tạm thế. Bây giờ thế rồi đúng không? Chúng ta sẽ qua lượt thôi. Ban đầu này thì Sparta gần như không làm gì đâu. Chúng ta chủ yếu chờ đợi xem là thằng Athens như nào. Nói chung gần như ai chơi Sparta đều cũng phải tiêu diệt Athens. Bởi vì nếu không tiêu diệt Athens thì chúng ta chẳng thời kết giao được với ai cả. Chúng ta ở một cái làng nó chẳng có cảng biển gì. Đúng ra Athens nó phải có một cái cảng gì đó chứ. À, Sparta. À, chúng ta đã có thêm ít tiền rồi, nhưng mà cũng chả để làm gì. Mình sẽ chờ khi nào có điều kiện thì bắt đầu tuyển quân để đi đánh nhau ạ. Rồi. Aegon, cái nhóm spy này thì các bạn có thể dùng để đi di chuyển bên ngoài cũng được. Đấy, hoặc là các bạn dùng để, nếu các bạn sử dụng cái hỗ trợ này thì nó, cái lông của cái này nó sẽ làm giảm cái khả năng hành quân của đối phương xuống này. Đấy. Mình thì mình cái này thì để ám sát, cái này chủ yếu để trộm cắp gì đó. Ồ, cái này cũng trừ di chuyển của kẻ thù này, cái này cũng trừ. Mười lăm phần trăm cũng chỉ trừ đến 15% là kịch, trừ giáp trừ đam của kẻ thù à. Ô, con này nó phá hoại ghê thế nhỉ. Cái này thì nó tăng rất mạnh cho quân chúng ta này. Cộng 10 di chuyển trên map ấy. Thôi ban đầu cứ tăng vào cái này đã, xong cái này rồi chúng ta sẽ nghiên cứu xe bắn đá. Chị của mình ổn lắm. Trong 20 lượt đầu chúng ta không phải lo đảo chính. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp cái này lên để có thêm lính mới này. Rồi 3 lượt nữa là có lính mới.
mà bây giờ kinh tế của mình nghèo lắm nên là mình chưa có ý định tuyển quân. Chúng ta không phải lo lắng lắm bởi vì cái thằng Epirus để mấy thằng Athens này nó còn đánh nhau to. Nhưng ban đầu các bạn cũng qua lượt ấy cho mình, kệ nó mà. Tranh thủ chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Skills no few bounds. Commander. Đây, cứ lên cái này đã. Chừng nào Athens nó rút quân đi cả, còn chúng ta bây giờ như này chưa đánh được ai đâu. Mình xem là nào. Mình không chơi được với ai nhỉ? Thằng này chiến tranh với hai thằng bên kia. Ban đầu mình gần như chỉ có đi móc lốp, không đánh được ai. Liệu có lên đánh. Rồi. Sau cái đó rồi thì mình sẽ nghiên cứu tiếp vào đây để xem nó có lên được không. Bây giờ chưa đủ tiềm lực để có thể đánh cái này. Cứ qua lượt thôi. Chờ thời. Để mình tuyển thằng cái thằng hero. Rồi Athens. Athens nó đã cử quân đi rồi. Chúng ta nó bảo nghiên cứu cái nhánh công nghệ về kinh tế à. Từ đã đối với người Sparta thì kinh tế không quan trọng bằng bằng quân sự. Sparta ban đầu khá là nhàn, các bạn không cần phải đi đâu đánh nhau cả đấy. Commander. Vấn đề là Sparta thì kỵ binh của nó rất là cùi nên là mình chưa biết sau này mình tuyển đội kỵ binh ở đâu đấy. Gần như người Sparta họ không sử dụng kỵ binh. Cuộc chiến qua lại giữa Athens và thằng Lepidus là Epirus kia nó vẫn chưa đến đâu cả. Mình nghĩ là liên minh phòng thủ nhưng mà mình thì không sẵn sàng cái việc đó đâu. Tại sao thì các bạn xem rồi, mình gần như mình rất ít khi chọn cái giải pháp làm liên minh với bất kỳ ai. Không phải là mình không thích Unit Recruits. Cộng 10% khả năng tấn công kẻ thù. Cái này đi cho nó hồi máu cho nhanh. Kệ nó cứ qua lượt thôi các bạn. Mình không vội đâu. Mình chơi chiến dịch Sparta thì không thể vội được. Bởi vì là quân chúng ta có đâu. Tiền cũng không có, quân cũng chẳng có. Đấy. Nó bảo mình tuyển thằng champion. Đấy gì? Tất nhiên là mình sẽ tuyển bởi vì thằng đấy nó rất là ngon, cộng 10% kinh nghiệm. Giảm upkeep nữa đây. Hercules has nothing on me. Commander. Đúng rồi. Athens nó vẫn chưa rút quân đi nhỉ? Nó vẫn đứng quân ở đây này thì mình không đánh được đâu. Ồ. Oh. Epirus nó lại chiếm lại được rồi. Cái lực cộng cái gì đây? À, cộng văn hóa Latin. You cannot ask me to do this. Ready for battle. Cho thanh niên này sang đây. Commander. Đây. Để nó luyện cho quân đoàn đã. Mình xem mình tích được nhiều tiền chưa đã nhỉ. Chúng ta còn 10 lượt nữa là có thể đảo chế bị xảy ra nội chiến. Nhưng mà điểm trung thành đang tăng, không sợ. Ôi thằng Epirus nó đánh thằng Athens à. Vây hãm thành Athens. Chuẩn bị mới chắc mình phải mua quân ở lượt này rồi. Không kiểu nhỡ nó chiếm được Athens. Ready for battle. Commander. Chắc cờ thì mình cũng mua quân đấy. It is a great and glorious thing to serve your people. Mua quân đấy. Nhỡ chẳng may Athens dẹo mình còn thủ được. Ai già. Cái
gian nan. À, Athen lại chiếm được cái thành kia của nó. Đợi xem trận chiến ở đây như thế nào đã, rồi mình mới tính tiếp được. Nhiệm vụ là gì? Kiểm soát một settlement, chắc là phải thế. Đây cái với Sparta thì ban đầu bạn cứ cộng vào cho mình cái này này, cái này nó sẽ tăng cho, hỗ trợ cho tất cả các lính City về giáp, về khiên này, về phòng, về khả năng tấn công, phòng thủ cận chiến và tinh thần chiến đấu này, rất là tuyệt đấy. Rồi chúng ta có đội quân khá rồi, tuyển mấy thế anh mấy anh quẩy đá này nữa. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 đủ rồi. Chờ tình hình đã, Sparta ban đầu thì không có nhiều khả năng để có thể chủ động tấn công được. Hầu như là rồi xong. Như vậy là chúng ta đã giáp biên mặt kẻ thù, giáp mặt kẻ thù rồi. Trade với Athens cũng mất lốt, lại có một sự gì đây? Lại có một vấn đề gì đây? Một thành viên trong gia tộc của chúng ta. Mấy cái sự kiện này nó chỉ trừ một ít các cái điểm nọ điểm kia của mình thôi. Ready for orders. Không sợ. Ready for battle. March. You there. Get to work. À đắt đấy nhỉ, 113. Thôi mua mấy thằng quỷ đá chứ. Are you ready to serve? À không phải, cái đội quỷ đá này chỉ mua được có 2 thằng. Nhưng mà 6 thằng rồi. À đúng rồi, chỉ mua được 6 thằng quẩy đá này thôi. Chết rồi, Empirus nó chiếm được đây rồi. Athens. Ôi, chiến tranh với cả Macedon nữa cơ. Đấy, to hỏng ăn rồi. I am Nyx. Your people are wounded by this war. Now is the rồi để nó rút quân đi đã. Nó không rút. Mình chắc mình phải chiến thằng Epirus trước. Một hiệp ước hòa bình thì có lẽ cũng tốt. Cái này nó sẽ cộng 3% vào di chuyển này. Trừ một corruption cho faction. 3 cộng vào di chuyển này. Mình cần cái di chuyển hơn. À, chúng ta được 4.000, hay quá. Thế có tốt không? Đây, ký tăng vào cái này đây. Ai chà chà. Ready for orders. Một cấp nữa thì chúng ta có thể tuyển được thêm cái đội lính. Commander. Mình chắc là lên mua nhiều quân này không nhỉ? Sợ kinh tế mình không gánh nổi hết tiền. At your command. Come, fight with us. Sợ kinh tế của mình nó không gánh nổi thôi. My people do not like. Mình lại không sẵn sàng lập một cái liên minh phòng thủ nào cả. Thằng này. Commander. Bắt đầu nghiên cứu về nhánh chính trị. Mình sắp chuẩn bị chiếm. Đây rồi. Mình sẽ có thêm 5 lượt nữa mình sẽ có quân. Bây giờ thì ready for orders. Không biết có đủ tiền để mua không. Có thể mình sẽ bị âm tiền đấy. Công thành bây giờ nhỉ? Công thành của nó có 5 vị phòng thủ. Ôi nó có Levi Pikemen.
chờ xíu á, xem giúp bớt quân đi. Mình chưa có lính giáo, lính cầm giáo. Chưa có lính giáo thì đánh nhau nó hơi khó. Cái gì đây? Dân chúng tăng thuế và tăng grow button. Hay quá nhỉ? Commander. Chưa làm được gì. 400 một lượt. Tiền của mình đang bị tiếp dần. Cho thanh niên này lấy vợ phát đã. Để xem nào. Vẫn đang được bảo vệ nhưng chỉ trong 4 lượt nữa thôi. Đó được rồi, bây giờ mình sẽ cho nó lấy vợ. Thanh niên này cũng vậy. Lấy vợ xong phát thì trung thành nó sẽ không lên được à. Muốn lên thì chúng ta phải bổ nhiệm cho vợ đó. Một phát đã. Rồi. Cứ từ từ, chúng ta sẽ bổ nhiệm một cách từ từ. Duy trì ảnh hưởng một mức nhất định. Có thể chờ có quân phát đánh nhau được. Anh chàng à. Đưa mình. Nó lại cử quân sang đánh Athens. Ám sát Vlux. Ám sát. Commander. Ba lượt nữa mới tuyển được bọn lính giáo. Mà bây giờ kinh tế của mình sập rồi. Làm sao bây giờ? Ready for orders. Ready for battle. Cho quân lên đây này. But I cannot. Cái gì cũng phải cho quân lên đây nữa để tính. Sparta có nhận được thích cái bộ trang phục của họ này. Đẹp ghê. Ready for battle. My deeds will be legend. Lại rút quân về đây. My people. Cái thì cái này chúng ta có hai sự lựa chọn là thêm một tướng hoặc là thêm một chính 6 điểm trung thành cho các party, thì mình sẽ chọn cái này. Mình đang cần cái điểm trung thành chứ không cần thêm tướng. Ăn cái này để nó giảm upkeep đã. Giảm thêm một ít upkeep. Hai lượt nữa. Cứ bình tâm thôi, cộng 7 trung thành này. Phe này thì nó giỏi về giao thương à? Phải có cái phe nào giỏi về chính trị thì tốt nhỉ? Giỏi về ngoại giao thì tốt. À đây rồi. Nó cứ chiến tranh qua lại với thằng Athens suốt này. Hai thằng cứ chiến nhau suốt này. Cộng 5 trung thành cho tất cả. Cộng 5 trung thành trong 5 lượt này. Tốt rồi, 12 điểm trung thành. 69. Chúng ta bị tụt mất xíu. Mình nghĩ là mình sẽ bổ nhiệm tiếp cho từ từ tích tiền, tích tiền. Gia tăng quyền lực cho bà vợ này. Bảy mươi đấy, chúng ta sẽ được cộng 10% vào tốc độ nghiên cứu này, public order cộng thuế và trung thành của binh sĩ ca tăng hơn đấy. Bây giờ thì quyết định khó khăn nhỉ? Mình chờ vùng này hay là đánh luôn đợt này nhỉ? Ready for orders. Đánh luôn đợt này cũng được. Để qua thằng Athens hết đã. Greetings, honored guest. I serve as my people's ears and tongue, listening and speaking as will please.
Your gold would be well spent by my people, but they would remember where it came from. Be ashamed. Rồi. With these words, you bring joy to my heart and hope to my soul. My thanks. That is impossible. Ready for battle. We hunger for a besieging settlement. None will escape. Commander. Advance. Is that all? We hunger for battle, for death and honor. Sao nó toàn lính quỷ đá trong thành này? Let them cower like cattle at your command. Wait, make sure. Đó. Quân của nó. Nó không có nhiều quân nữa. Chúng ta chơi cái này thì nó an toàn. Lượt này mình mua xong này. Rồi, gần như nó không có quân. Thế chúng ta được hai trận đánh. Tranh thủ cơ hội, các bạn phải tận dụng cơ hội lúc chúng nó không có quân. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ phá cái này đi để mình xây nhà xe bắn đá và chờ công nghệ này lên thì mình sẽ đây nâng cấp vào đây để tăng nhanh nghiên cứu công nghệ này. Rồi ban đầu thì chúng ta cứ chiếm được cái cảng này đã. Đó, ổn rồi, kinh tế của mình cũng khá. Đây giải quyết nốt thằng Epirus này nữa. Mình chưa biết là tiếp theo mình sẽ phải làm gì nhưng mà hai nữa. Kinh tế của mình khá hơn rồi đấy. Qua lượt này chúng ta sẽ tuyển được đội lính giáo và đội kỵ binh. I am an agent of Hades. Cái nhiệm vụ ban đầu của cái faction này thì các bạn cứ đây chúng ta sẽ được tăng vào giảm phí tuyển quân, giảm phí tuyển kỵ binh hoặc là kinh nghiệm cho các kỵ binh được tuyển. Đây chúng ta sẽ cộng vào cái này. Cảnh báo nguy cơ nội chiến này, chúng ta sẽ thay cái quân đoàn này bằng tướng của chúng ta đã. Thằng này tướng này có vẻ chỉ số hơi tủi củi nhỉ. Lấy vẻ con vợ xấu à? Xấu gì đâu? Nó có cho có cái chai này từ đầu ấy chứ. Trừ 2 Gravitas xua tân. Thái tử cái kiểu mẹ gì thế này. Commander. Đây rồi. As you command. Xây nhà xe bắn đá. Tuyển em này đã. Grow, tăng tốc độ nghiên cứu khoa học, tăng public order, tăng thuế. Cái này có thể dùng được về lâu dài. Cái này đây, tăng vào cái này nó sẽ tăng trung thành cho cái phe mà nó đang đứng, hỗ trợ cho cái quân đoàn. Ready for battle, commander. Đây rồi, peso. Spartan 84. À chúng ta đang được giảm
phí tuyển kỵ binh mà. It is a great and glorious thing to serve your people. Tăng thêm một slot tuyển quân nữa. We hunger for battle. Slot tuyển quân. Thằng ái già. On the road again. Không còn nhiều quân nữa đâu. Xem anh Athen thế nào đã. Mình phải có trinh sát đi trước đã. At your command. Ngay không kiểu thằng Athen nó sang thì lại dở nhỉ. Nhanh kiểu Athen nó sang thì dở. Ôi nó đòi mình tận 2.000 sáng rồi á. Mặn thế. In honor, I come bearing gifts. And why do you move away in such a fashion? 1.700 nó vẫn chịu, 2.200. Ồ, đúng rồi. Cứ kiếm tiền đã các bạn ạ. Sau đó chúng ta lại đề nghị cùng tham chiến với thằng đồng minh. Đó là một cách đơn giản để chúng ta kiếm tiền. We hunger for battle. Ready for orders. Chưa mua được xoay bắn đá, một việc nữa mua được. Thế nhiên này... Ôi. Không biết có đủ tiền để nuôi quân không vậy? Chắc nuôi được. Tranh thủ. Rồi. Phải có hai quân đoàn đi đánh nhau được. Lương thực của mình... chắc là đủ nuôi thôi, không sợ. Chưa kiểm soát toàn bộ cái đảo này. Athen vẫn đang chiến. Your support was welcome in. Bỏ à? Cắt nhỉ? Mình cái thằng Macedonia này nó rất là mạnh đấy các bạn ạ. Nếu các bạn chơi thì chẳng qua mình chơi Sparta để cho các bạn thấy nó theo lịch sử thôi. Mình làm cái chiến dịch này nó cho nó giống lịch sử. Chứ còn để mà đánh nhau thì Sparta này không ăn được. Ready for battle. Macedon nó rất mạnh. Sign up lads for a good and glorious life. Upkeep 92 đồng. Lý do là mình được giảm upkeep bởi vì là cái nào nhỉ? Lại phải tăng phe mình lên một tí xíu nữa. Tăng quyền lực của mình lên nữa. 69 cũng chưa lên được mấy à. Không được. Ready for orders. Ready for battle. Hết tiền đấy nhỉ. We need good fighters. Rồi. Đội quân này đủ khả năng phòng thủ rồi. Quân như này là khá mạnh, không phải sợ. Xây dựng thêm một công trình nữa. Vùng này thì bây giờ xây công trình gì? Bây giờ ra thương kiếm được tiền nhỉ? Enter, friend, and speak. We surely have much to discuss, and perhaps. I am honored to greet such an ambassador of such worthy people. Speak, and this humble servant. Nãy đề giao thương với mình nhưng mà mình không thể. Đây. The guards will have me listen to you. Mấy thằng ngáp mình như này thì cố gắng hòa bình á. Đây thằng này chắc chắn là chơi được rồi. Chơi được với ai chơi. Words, you bring joy to my heart. And hush to my soul. At your command. Một cuộc chiến với người Sparta, người à. Ủa. Epirus. We hunger for battle. Ăn đâu nhỉ?
Ôi, nó đông quá. Ready for battle. To victory. May Hermes bless us both with skillful tongues that we may speak our part. With these words. Ăn thằng này chưa? At your command. For death and honor. Con giàn này chưa phục hồi hoàn toàn. Rồi. Các bạn có thể nhìn thấy cái tỷ lệ thắng của chúng ta thấp như thế nào đúng không? Rồi, nó có cái thằng này này. Hellenic Catapult, Hellenic. Để mình xem thử xem cái tỷ lệ thắng là bao nhiêu phần trăm nhé. 0% các bạn ạ. 0% mà thắng được thì nó mới là hay. Quay sẽ đánh một trận như này. Để xem chúng mày mạnh cỡ nào. Nhưng mình nghĩ là đầu tiên mình phải tiêu diệt được thằng tướng của nó đã. Kỵ binh của Sparta rất là cùi nên là mình cũng chưa biết là mình sẽ phải phòng thủ như nào. Sương mù à? Có thời tiết nào tốt tốt hơn tí nhìn cho nó đẹp được. Mưa thì càng tệ. Ui dồi ôi. Đánh trận đầu trong sương mù. Thôi được. Spartan. Đội hình của mình nó nhỏ một chút xíu như này nó dễ phòng thủ hơn. Cái chính là mình xem bắn đá hết đâu. Ready and waiting. Grouped and awaiting orders. Grouped and ready. Yours to command. Your orders. My. Grouped and ready. Orders. Có bật pha lăng lắm, bật pha lăng nó bị co đội hình ạ. Nó có đội kỵ binh. Mà không quan trọng lắm. On watch. Giữ vững đội hình à? Ờ, bọn Sparta này nó có cái kiểu giữ vững đội hình. Commanders, your orders. Sparta! Sparta! Grouped and ready! Chúng ta có đội kỵ binh này đi quẩy được. Ném được cả tên lửa cơ. Kỵ binh của mình là Tarantin Cavalry. Rồi, đây các bạn hãy xem này. Mốt này thì các bạn nhìn thấy không? Đi dép hẳn hoi nhá, rất đẹp, không phải đi chân đất đâu. And bravery. Enemy reinforcements approaching. Rồi, cứ để chúng nó vào. 0%, một trận chiến 0%. Để xem các Sparta đánh nhau kiểu gì. Sau đấy mình sẽ giải quyết từ lực lượng của nó một. Right man, close watch on those bastards. Cũng đẹp mà. Cái mod này nó chỉ thay đổi đúng các bạn nhìn thấy không? Nó chỉ thay đổi mỗi cái hình dáng. Cho nó giống bộ phim 300 thôi. Và mình thấy nó cũng khá đẹp. Còn tất cả các cái này nó vẫn nguyên, các thẻ lính này, các cái chỉ số nó vẫn thế, không thay đổi gì cả. Có nhiều cái mod nó làm cho Sparta off quá, như là quá mạnh. Nó làm mất cán cân của game. Cái mod này thì mình không, mình ấy để dâu rất giống dâu của Neonidas. Được. Đi tè thì không sợ. Mình chỉ cắn cái thằng Pikemen. Chỉ cắn Pikemen vào đó. Cái đám đằng sau này này. Có đông lắm. Sao thứ quái nào mà hốt đi tè chúng nó lại có phân áo choàng này. Ai chà.
nhiều kỵ binh. Chắc là mình phải xử với các kỵ binh nào trước. Ây da. Tên của chúng ta thì nó cũng có Tarantine Cavalry này. Trời ơi, rank của mình ấy, rank bạc nên là mạnh phải hẳn. Còn đấy, rank bạc mạnh thế nhỉ, tuyển phát đã được rank bạc à? Con Tarantino này. Bắn. Cố gắng chịu đau. Mấy anh dám chịu đau. Tarantino. Ghét nhất bọn Tarantino này, nó bó cái đèn răn. By your command. Quickly now. Forward. Cho nó áp sát đã, cho nó áp sát đã, tự nó áp sát đã. Chờ nó áp sát đã hết đã. Bật ba lăng lên. Dụ thằng này vào đây đấy. Tắt cái hit and run này. Đối phân nối đổi kẹo quá. Thuận thủ được à? Ôi nó đến rồi. Bắn nhanh không chết. Hàng giáo của mình mất. Đội Tarantino này đâu? Nhanh, tranh thủ, chúng nó đang chưa vào kịp. Chết rồi, tướng của nó kìa. Chạy thẳng vào đây. Đứng lại đây thôi. Rồi, Tarantino chạy đây, chạy. Tarantino này không mạnh về tấn công đâu. Nó chạy em ơi. The men are wavering. Đứng. Ok. Rút vào đây. Nó chưa áp sát mình này. Quickly now. Riders at the double. Nó chạy mất à? Ready for orders. Tướng của nó đâu nhỉ? What the hell? Orders! Warriors eager for blood. Yours to command. Cố gắng chụp đi anh em ơi. Rồi. Ôi.
giáo đấu nhau à? Chết rồi, tướng của nó Heminic Ryan này. Mình có ăn nổi không? Chết rồi. Giáo mình chắc không chịu được lâu. Mốt thì ăn được. Giết thằng tướng ở chỗ này rồi. Nó làm lính cung á. One of our units has used all its ammunition. At your service. Let's up and run! Chết thật. Đây là tướng của nó. One of our units has used all its ammunition. Dây bắn đá của mình cũng gần hết đạn. Lính mạnh quá. Lính mạnh quá. Kỵ binh của chúng ta thì lại rất là cùi. Xem, ồ, chỗ này tên bắn dã man quá. Này. Lên lên bay. Sắp phải bổ sung quân cho một chỗ này. Đây. Đùa ngay mấy thằng tầm xa đó. Quarantine vào đó. Cung đâu rồi? Dã thẳng lên nó chăng? Trận này mà thắng được thì đúng rồi. Tấn công tỷ lệ thắng là 0% thì đúng là thánh liều. Thắng chứ nhỉ? Bắn con ngựa nó cho anh. Our general is under attack. Chúng ta đang bị tấn công. Má, nó bỏ đi đâu ấy? Thằng nào dám tấn công tướng quân? Chờ bình tĩnh, anh sẽ bổ sung quân lên. Mẹ thì mấy con ngựa này của nó. Cung lùi lại. Cung thủ lùi lại á. One of our units has used all its ammunition. Ready for orders. Bọn này không nên lập đội hình, lập đội hình không chắn được tên. Đúng rồi. Chỉ khi nào cận chiến rồi mới lập đội hình mà. Nhảy hết rồi. Trận này chắc thắng được. Thằng tướng nó đây này. Thằng cái gì? Hai thằng tướng của nó vẫn còn sống. Spartans! At your service. Tướng của mình phải ra đây để ủy lạo tinh thần binh sĩ. The enemy general is dead. May quá. Tướng nó chết rồi. Bị lén lao mà sốc thì hay nhỉ. Ôi ôi. Có 2.000 mà dám đánh với 4.000. Không sao. Thế nó gọi là Sparta chứ. Các bạn thấy không? 0% mà nó dám đi tấn công mới gọi là liều. Thế nó mới heroic victory được. Trận đầu đã heroic victory thế này thì có cái gì để nghĩ. Mình đánh như này xong thì cái quân trong thành của nó gần như hết rồi. Tarantine Cavalry đang băn khoăn hay sao này, chắc mình phải tuyển mấy con voi để làm kỵ binh thay kỵ binh thôi.
Bởi vì kỵ binh của mình rất cùi, kỵ binh ở Sparta này cùi lắm. Mạnh nhất là chỉ đến Tarantin Cavalry này là hết. Tarantin này thì nó hit and run được, nhưng mà nó... Nói chung nó cũng có thể cận chiến được, nhưng mà để mà đánh cơ bản không ăn thua. Waiting for more orders. We cannot follow this order. Đây, các bạn cứ tăng vào cái này cho mình. Nói chung là nhóm Hellenic cách nói chung thì các bạn cứ tăng vào đấy. Và đây, tăng di chuyển trên map. Và đương nhiên là bây giờ chúng ta sẽ cho thằng này lên đánh nốt. We take this settlement. Thằng nhiên này lên chỉ gọi là để giải quyết nốt vấn đề thôi, kiếm tí kinh nghiệm thôi. Thằng này lên để kiếm tí kinh nghiệm. Bắt làm chi hồng, làm cái gì cho nó mình. Lên kinh nghiệm, đấy, chúng ta sẽ lên vào đây. Hai quân đoàn này chỉ số ngang nhau rồi. Có mất xuôi con ngựa rồi. Đã phải về đây mua. Đánh auto, mất con ngựa rồi. Cái này thì có lương thực đã. Vùng đấy nó có cảng biển. Commander. Ai già, bây giờ tiếp theo mới là khó. Tiếp theo bây giờ mình sẽ làm gì nhỉ? Swifter than Hermes. Tiêu diệt thằng này à? Cũng được đấy nhỉ? Tiêu diệt thằng này cũng được. Nhưng mà... kinh tế của mình chưa cho phép mua nhiều quân. Cố gắng là đàm phán. Tính toán xem như nào đây nhỉ. Khả năng mình sẽ đánh thằng Athens trước. Sau đó mình mới giải quyết đến thằng Sparta sau. Athens nó đang chuẩn bị tấn công thằng Macedon rồi. Đây, chúng ta cứ cộng vào cái này đã, tăng 4 điểm trung thành cho cái phe này. 22 điểm trung thành, rất là tuyệt. 69%. Tăng tiếp đây là Nero lên cấp này. Tăng tiếp vào đây. Ấy, cộng 9% vào tinh thần chiến đấu, 9% vào phòng thủ và 9% vào tấn công cận chiến cho binh sĩ. Mạnh lắm. Đấy đúng rồi, ba cái nhánh đấy nó đều tăng này. Sparta nó sẽ mạnh hơn hẳn. Người đây mua quân đấy. Ui, người đây có nhiều hồi máu nhiều hơn. Mua một con ngựa đấy này. Có điều kinh tế của mình bây giờ nó cũng không được khá lắm. Đằng nào cũng phải chờ hồi quân một chút xíu là mới đi đánh nhau được. Tăng tốc độ di chuyển cho ngựa. Thằng này, thằng này nó chuẩn bị đánh vào thằng What do you wish of me? Thằng Swift Macedon. Mình cũng mong nó đánh luôn. Commander. We hunger for battle. Ra bóc lốp cái thành ngoài kia của nó đã. Thế ra thằng Athens nó chả vây cái thành này. Vậy nhỉ? Nó đâu à? How can I be on the road again? Can I be of more assistance? Ready for orders.
chưa hồi đầy quân nhưng mà không sao. 280 đồng một lượt, nghèo rất mồng tơi. Phải nghiên cứu vào đây mới có à? Phải chờ nghiên cứu cái này nhé. Thôi được rồi. Đang nghèo rất mồng tơi. Enter, friend, and speak. I am eager to hear your embassy. Welcome, friend to be of. Thoth has aided our deliberations, but alas, his aid was not enough, and I cannot agree. Welcome. I throw open the doors to you, and my people are well. So it is done. You have shown welcome, welcome. We welcome. Hòa bình một chút xíu đã. Được có 300 đồng. Bây giờ mình nghèo quá nhỉ. Đối với người Sparta thì chiến tranh là cách để giải quyết mọi vấn đề. Có bao nhiêu anh em dám đi tấn công mà tỷ lệ thắng là 0% mà dám đánh không? We hunger for battle. Cho hồi được quân. Ready for orders. 6 đồng. Có thêm sèng. Cái thằng này hay giả. Commander. On the move. Mà không có quân. Athen ơi là Athen. Có gì ấy? Đó ám sát tướng của mình à? Hay cái gì ấy? Ồ cái thằng Macedon kia nó đến tận nơi à? Định chơi mình trước à? At your command. Khỉ thật. I will listen carefully to your words and then give judgment. So, không chịu à? Vậy thì anh đánh luôn. We hunger for battle to victory. Ô thằng này nói đồng minh với Ai Cập. Chết mẹ, chiến tranh với cả Ai Cập rồi. Chiến tranh với Ai Cập thì là một vấn đề đau đầu rồi. Sau trận này mình sẽ đàm phán hòa bình với Ai Cập xem. Khỉ thật đấy. Nhưng không có sự lựa chọn nào khác. À quên, tại sao mình không dùng tiền nhỉ? Mình không dùng tiền bơm cho thằng Macedon một tí nhỉ? Mình có thể bơm ít tiền cho thằng Macedon được mà. Chết thật. Great pharaohs entirely. You enter, friend. Chúng ta lại có thêm kẻ thù rồi. We surely. Ai Cập, một kẻ thù mới. You can mischief and mayhem. I apologize for my commander. Hồi quân. Ui thằng Ai Cập nó kiểm soát hết châu Phi mà bây giờ nó chiến tranh với mình. Vãi nhà. Seleucid đó. Rome. The day's greetings to you. Speak.
for you have my attention. For the sake of friendship that has been and friendship to come, greet. Thằng này với thằng này xem nào. Cũng không ưa nhau lắm. Bất đồng về tôn giáo, phân là văn hóa à? Sau khi thằng này chiến xong thằng này thì khả năng nó cũng lại chiến tranh với Ai Cập. Có đằng nào cũng thế. Chúng ta có thể sẽ cần cái vùng Ai Cập nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Các cái vùng cảng biển này cứ lên có cái nhà lính chắc cờ. Ai ơi, chiến tranh liên miên thế này khổ em không. How would you like your defeat commemorated? Thằng La Mã này bị điên nặng à? Thằng La Mã này nó bị điên à? Mày lại kiểm soát luôn nước Ý của mày bây giờ. Chờ xíu, anh hồi quân đã. Mình chưa có định sang vùng Ý này mà tự dưng nó lại. Dù sao thì mình cũng muốn hòa bình nữa. Thằng khỉ này. Greetings, my friend. You have my ear for your speech. We hunger for battle. At your command. Finding shelter. Ready for orders. Có cần không nhỉ? Ready for battle. Ready for orders. Thành lập thêm một quân đoàn nữa. Tướng của phe khác thì rõ ngon, tướng của phe mình thì củi vãi lúa. Mình nghĩ là mình cần đội đánh giá rồi đó. Rồi sau mua mấy thằng quẩy đá được. Ây da ôi. Ready for battle. Thế nó có căng không? Cho thằng Rome sang đây. Mình thích cái trận phòng thủ ở làng này. Từ quân La Mã nó cũng vui đấy. Nuôi cái này quân không nhỉ? Chắc không đủ, thôi mua thằng này thôi. Hết tiền, không mua được quân rồi. Công nghệ. Tiếp theo bây giờ phải nghiên cứu vào đây để xây được, nâng được cái điểm giao thương này đã. Ai già tự dưng lại chiến tranh với anh Ai Cập à? Macedon rút quân về nước. Cái gì? Giảm phí tuyển bộ binh. Ready for battle. Giảm upkeep. Tốt. Ready for orders. Is that all? Thằng này nó không chịu di chuyển, nó đứng trên đất của mình này. Đây. Căng quá nhỉ, Sparta căng quá nhỉ, chưa gì chiến tranh ở khắp nơi rồi.
thật là vui. We surely have much to discuss. Không ăn được à? Không ăn được thì thằng nào vào đây mà ăn anh nhỉ? Thằng này với thằng Ai Cập cũng ghét nhau mà. Sớm hay muộn đánh nhau. Kệ cho cái bọn châu Phi nó làm loạn với nhau đã. The bravery of men, not words, is all that lies between us now. Yeah. Vác quân sang mà đánh anh. Đúng rồi đấy, vác quân sang mà đánh anh. Thế là cái vùng biển bên đấy của mình bây giờ là bị tất cả các phe oánh rồi, vùng này này. Mình có quân đoàn phòng thủ ở đây rồi. Thích sợ lắm. Thằng Sparta này chắc nó phải mang quân đi để đánh nhau với thằng kia chứ nhỉ? Ready for orders. Cho quân ra đây đã. You have further orders. Đứng vào đây cho chắc, không kiểu nó ám sát tướng của mình. Ôi ôi, hero nó rank cao thế. Trung thành 6 điểm. Chưa được đánh trận nên là hơi thấp. Nó rút đi rồi. Cho bọn chúng nó sang đánh mình luôn. Chấp. Chấp bọn chúng nó luôn. Sợ gì. Ready for orders. Admiral là thành có cảng biển không? Greetings to you. I trust you come with honorable words that I can hear. Our warriors are needed. Chiến luôn. Ready for battle. We take their settlement. Toàn quỷ đá. Đánh người đến cùng. Cái quân đoàn chủ lực của nó rút đi rồi. Chiếm tiếp được cái cảng này nữa thì chắc là kinh tế của mình ổn thì mình có thể thành lập full một quân đoàn, thêm một quân đoàn nữa để có thể cơ động đánh giải quyết chiến trường được. Nhưng mà nói chung với tình hình bây giờ thì là chúng ta sẽ phải chiến tranh trên mọi mặt trận rồi. Hy vọng là xe bắn đá của mình bắn tốt. Fire! Burn the wretched Sparta! Đục một cái lỗ để tiến vào từ cái chỗ này. Bọn này sẽ đi đằng sau để yểm trận. Tarantin Cavalry. Battle group ready. Ôi, chúng ta đánh trận đầu tiên. Công thành đầu tiên à? Phá tháp canh nhanh đã. Đầu tiên để đánh sập hai cái tường thành. Now, two arms. Thực ra cái tháp canh nó bắn có được bao nhiêu lắm đâu nhỉ? Phá sứ tường xuống hay hơn. Has been destroyed. As you command. Take aim. Được cái cơ số đạn của mình vẫn còn tốt. Ôi giời, bọn này chạy đây bị rơi xuống này.
Từ nó vỡ rồi lăn trèo lên này. Ấy ấy ấy. Mấy thằng này bị trượt chân ngã chết rồi. Cái vụ này mình biết từ hồi mình chơi cái chiến dịch gì, mình bắt đầu mới biết là từ cái hồi mình chơi chiến dịch cuộc khủng hoảng thế kỷ thứ 3 là có cái đoạn bị vỡ từ sập tường thành này. Rồi mình sẽ cho lực lượng này đổ bộ vào đây. Tốt rồi. Deadly missiles ready. Get ready. The enemy's tower has been destroyed. Phá tiếp cái này cho anh. Hôm nay xe bắn đá mình bắn tốt thế nhỉ? Mày chết tiếp quân. Chạy ở trên đấy à. Đúng rồi, cái đứng ở trên đấy à. Mà nó còn chỗ nào để chạy đâu. Quân ở đâu á. Mình sẽ phá hai khúc tường này xuống để cho quân của mình nó sẽ tiến vào hướng này. Rồi trận này cũng không dễ đâu bởi vì nó khá nhiều quân tiếp viện ở biển vào. Mày chết, đứng ở trên đấy thì mày chết. Trời ơi, chết cả đám luôn. Chặn nó luôn, không cho nó phát triển quân ra hướng này nữa. The walls are breached. Rồi. We await your command. Fire on the enemy. Đúng rồi, phá lốt cái tường. We'll kill them all. Lên đây, kiểm trợ cho lực lượng leo thang. Rồi. Tấn công. Tiến thẳng cái lỗ này vào cho anh. Tarantine Cavalry. Oh. Anh chả. One of our units has used all its ammunition. Mấy anh Macedon này cũng được đấy. Ăn mặc đẹp đấy. Trông cũng giống Sparta phết nhỉ. Cũng bằng Sparta được. Ăn luôn. À, Pikeman đứng trên tường thì nó không bật giáo lên được. Bật được à? Vào đã. Rồi. Leo vào anh em. Úi dồi. Đứng hẳn vào đây. One of our units has used all its ammunition. Wow. Oh, sập cả ba bức tường xuống cả. Spartan pikes. At speed. Ready and waiting. At the double. Nào, trên này chúng ta đã kiểm soát được chưa? Đông ghê nhỉ. Tarantine Cavalry.
Tarantine Cavalry. Our general is under attack. Spartan bikes! Advance at speed! Commander, attack the charge! Tarantine Cavalry. Rồi, không được chúng ta lên được. Ôi! Spartans! Chạy, chạy, chạy! Nó ném cái đun gì kinh đấy nhở? Ôi! Chết rồi! Lính này của mình. We hunger for blood! The enemy have captured the gates! Lính ra đây ạ, ném giải nó cho. Nó mình ném nào thế? Cuộc chiến của nó thì không đủ tuổi ăn mình. Ready for battle! Chưa lên hết đến nơi à? Ném chết cho nó cho anh. Đâu à? Đi sợ đó, tiến lên. We are losing our advantage. Chúng ta đang mất tàu quân nào. Ôi ôi, nó quái nào quẩy đá, nó quẩy kinh thế nhỉ. Quỷ thật. Quá nhiều quẩy đá. Diệt hết mấy thằng quẩy. Diệt lột mấy thằng cùng. Quá ít kỵ binh để chúng ta có thể làm. A unit is running from the battlefield. Ready and eager. Charge! Chỉ tưởng có quay. Chơi thằng này. Con gió hay tiến lên chứ nhỉ? Mẹ nó. Đánh trả cho nó đã. Đây. Tarantine Cavalry. Ta đến đây rồi. Ồ, chúng nó cũng có vẻ mạnh gớm nhỉ. Sparta! We await your command. Spartans! Nó quay mông lại với mình này. The battle is turning in our favor. Nhanh, vòng vào đây. Tốt rồi. Đội quân này xem nào. Ây dạ. Được.
nó làm ném lao quá. Tướng của nó đây. Thôi kệ tớ nó, giải quyết hết mấy thằng tầm xa nó trước. Đó là Spartan. Thì anh chưa? We have captured the gates. Ủa, đúng Spartan. Spartans, hospitite phalanx. Chắc không cần. Xuống đây. Có đội kỵ binh này vào là ăn được. Bom ra đây. Đây. Bom thằng sau lưng của nó. At your service. Kìa, nó không dám tấn công này. Advance at speed. At the double. Ủa. Sparta. At your service. Uầy, tới lợi tới số này rồi. Được ấy nhỉ, đội chiến binh này quả cả thế. Chà. Chúng mày định ăn nhau Sparta của anh. Mất tinh thần rồi. Tướng ở đây. Binh rồi. Xong rồi, bán rồi xong rồi. Bọn này bỏ chạy hết rồi. Úi dồi ôi. Sao chết nhiều thế. Giết tại trận luôn, không để một thằng nào sống sót. Ồ, nó còn thằng tướng này. Lì ghê nhỉ. Lì thế. Macedor. Sparta của mình phòng thủ trận chiến châu chứ nhỉ. One of our units has used all its ammunition. Tarantine cavalry. Ooh. Super stop để nó hổ báo phát đấy, hổ búa đấy. Ây da, ây da. Chịu đòn tốt hết nhỉ. Ây da, hổ lao à. Không có thằng hổ lao. Ôi. Báo dựng số rồi.
One of our units has used all its ammunition. Ahí va. Ôi dồi ôi. Sparta không có lại của bọn này. Đoàn sơ start mạnh thế. Đây chỉ là lính Sparta thôi, không phải là hero Sparta. Ôi. Chiến đấu rất là quả cảm. Ây da. Cái bọn ném lao nó ghê thật, chết quá. Ô tướng nó giết được nhiều quân mình thế kìa cả. Mày này. May quá không mất đơn vị quân nào. Mình cứ tưởng phải mất 1-2 đơn vị quân, nhưng mà không mất đơn vị nào. Tăng hồi máu. Cái vùng này thì không cần cái này. Cái này lên để có lương thực đấy. Public order đấy. Hải quân à. Mình không chắc là mình có cần hải quân ở vùng này không. Public order cộng với thu nhập cho faction. Rồi vào đây ăn đi. Quân đoàn này của mình ít thôi nhưng mà ngon thì cứ vào ăn đi. 1400 một lượt. Chắc đủ tiền để nuôi thêm một quân đoàn nữa. Quân đoàn này. We need good fighters. Đủ tiền nuôi thêm một quân đoàn nữa. At your command. Rồi chúng ta sẽ đến đây để phục hồi. Chuyển nó sang cái này đã để nghiên cứu khoa học cho nó nhanh. Lương thực của mình ok. Đây à, Seleucid chỉ còn một cái vùng nhỏ nhỏ này thôi à. Ai Cập. Chết à, Seleucid dễ à. Còn chưa thấy đế quốc phương Đông đâu cả, Parthia đâu mà biết. Đế quốc phương Đông đâu à. Ở các chú thế nào? Không có cái gì đặc biệt lắm. Giảm thay đổi tấn công chí mạng. Tinh thần chiến đấu cho binh sĩ, cho bộ binh cộng 10% phần trăm tinh thần chiến đấu của bộ binh. Tăng tốc độ nghiên cứu khoa học, giảm upkeep, giảm phí tuyển quân 10%. Tăng sát thương cho các lính nhá, tầm xa và đang cận chiến à, cũng hay nhỉ. Yeah. Cái này đã. Thêm công trình này. Chưa xây dựng được.
Nghèo quá. Một trăm linh tám. Chưa vội, chưa đủ tiền nuôi được nhiều quân thế đâu. Cứ để kệ đã, tình hình thế giới đến đâu. I make the offer of peace only from a position of strength. To offer peace otherwise is simple cowardice. Được rồi, nó sẽ hòa bình mày. Mày bị cái thằng kia nó đánh lại cho cái gì? Muốn hòa bình cái gì? Together. Bây giờ mà mình tiến quân ra hướng này cũng dở nhỉ? Ready for battle. Hồi quân một chút xíu nữa. Ra hết tiền. Lượt tiếp theo mình sẽ có thêm tiền. At your command. Có thêm quân thì mới đánh nhau chứ nhỉ? Commander. Thành lập một cái hạm đội đây ạ. Tiền cung. Thuyền bắn tên. Xem nào. Cũng chẳng có cái gì, nên cấp 3 là có đội này. Nên cái này thì nó chỉ là tăng thêm được cái lính đồn trú. Đó, đội Sparta. Mời anh quẩy đá. Chắc vẫn dùng cái đội thuyền này là chủ lực. Đủ tiền để nâng cấp rồi mà. Đủ tiền. Thằng nào dám vào đây tấn công mình à? Chả thằng nào. À. Được. Ai xả đông quân thế? Được đấy. Lại có một trận phòng thủ thú vị ở đây rồi. Các bạn ấy rất là đông. Ôi ôi, là của trận này chơi kiểu gì, phòng thủ chơi kiểu gì nhỉ? Quân đổ bộ vào thì cũng có gì mạnh lắm đâu. Sao mình cứ phải xoắn đấy nhỉ?
sao nó phải xoắn nhỉ? Battle group awaiting orders. Battle group ready. Battle group ready and awaiting orders. Spears ready. Battle group awaiting orders. General. Hoplite for phalanx. Hoplite for phalanx. Grouped and awaiting orders. And awaiting orders. Khá nhiều kỵ binh. Grouped and ready. Để xem trận này nó chứ đánh kiểu gì. Rồi. Ăn đây. Our missiles await your orders. Quần đông lắm. Enemy reinforcements approaching. Must do our parts as well. Fight with honor. Missiles ready and waiting. Ui. Đây. Quân đội của nó đây. Tấn công bờ biển của mình. Đánh những trận 0% như này thì đến đau đầu hết rồi. Bắt đầu bị tên bắn á. Thế quái nào mà nó bắn tên được mình nhỉ? Bắn thế quái rồi. Úi dồi ôi. We have discovered the enemy's hidden units. Hurry, I call it, pikeman! Yours to command.
À đây à? Cửa nào? The enemy general is dead. Chết luôn. Is dead. Xông vào con. Nó có Javelin thôi. Tầm bắn ngắn hơn mình. Không sợ. Cánh bên ngoài này mới đông. Ba thằng quỷ đá thôi, không sợ lắm. Xăm ba cái thằng quỷ đá này, không sợ lắm. Yours to command. Advance at speed. The enemy general is dead. Slingers! Fire on the enemy! Cho mấy con ngựa là lùa chết bầm luôn. Ngoài này quân của nó có cái quái gì đâu. Ngoài chết sớm luôn. We have discovered the enemy's hidden units. Chết đứng đây trêu người anh. Rồi. Úi xa. Thế cho nó nhanh. We have discovered the enemy's hidden units. Burn, slingers! Take aim! Sparta! Advance at speed! Đỡ phòng thủ phía đằng sau. Đây, 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 đây. By your command! Double time! We await your command! Sparta! To charge! Slingers! Quick march! Mày sống được. Cánh nào nó bắt đầu tấn công? Chưa thấy tấn công cánh nào cả. Dụ nó ra đây mà nó còn không chịu ra này. Nó chạy vòng quanh. Slingers! At speed! Tarantine cavalry! Riders at the double! Xông vào đây con. Mày đông lắm cơ mà. Xông vào đây. Chủ động tấn công mình chưa. Nhìn thấy phát lại rút ra. Slingers! Missile infantry ready! But take aim! Sparta! Spartan pikes!
One of our units has used all its ammunition. Oh my god. Ai à, mặt chết nhiều phết nhỉ. One of our units has used all its ammunition. Quẩy đá nó láo thật. Sparta! Áp sát ta cho anh. Vào đấy con. Lại tiến vào hướng này. Đánh bên đấy không cần. Nó có dám tấn công quá. One of our units has used all its ammunition. Sparta! Mày thích đánh nhau rồi anh. Tarantine cavalry, slingers, at the devil. Orders. Nó chỉ có mấy thằng cung lèo quèo. Quỷ thật những con thằng cung này mà. Nó quỷ đá này. Ném vào lưng của anh ấy. Vào thì không dám vào, cứ đứng ở ngoài bãi trưởng. Đây gì cho chết đến người cuối cùng luôn. Spartan pikes, pike infantry ready. Chết đến người cuối cùng. Úi dồi ôi. Mày. Missiles are waiting targets. Kệ binh của mình thôi. Commander, command them. Ready.
đông quân ghê nhỉ. Quẩy mấy thằng cung tên này cho anh. Kệ mấy thằng speed đấy lại. Bọn này nó cũng lì phết đấy chứ. Nhấp nháy hết rồi à? Còn dám đánh nhau với anh chạy hết chưa? Chạy hết rồi. Làm mất thời gian của anh. Nó 5.000 quân, hơn 5.000 quân. Nhưng mà đánh làm sao được cái lực lượng thủ thành của mình đông này. Nguyên thủ thành của mình đã có 3 đội lính. Thằng nào tiếp theo sẽ muốn vào đây. Luyện cấp cho quân luôn. Chưa lên được. Lên cái này thì có thêm hải quân nhưng mà chắc giờ chưa. Mình chắc chưa đủ sức để mà phát triển hải quân. Cái vùng này, vùng này bây giờ mà mình đánh thì cũng hơi dở nhỉ. Tạm thời thì mình hòa bình rồi. Thằng này nó vừa mới đánh nhau mình đây đúng không? Đợt này mình sang một pin nó luôn. 1.900. Are you ready to serve? Để sau mua. Có thêm một quân đoàn nữa là chúng ta ăn chắc. Sợ gì. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.